Mình xin chào tất cả các bạn. Thì tiếp tục hôm nay mình đang để sẵn cái hình cờ này là nó có lý do các bạn, tức là thời gian chưa rảnh rỗi thì mình cũng có lên trả lời bình luận cho anh em nào thắc mắc ở cái điểm nào thì chúng ta cùng thảo luận để rồi mình phát triển hình cờ. Như bạn này có hỏi mình là ở cái hình trận của ngũ lục pháo á, ngũ lục pháo mà khi mà rơi vào cái hình trận từ lúc này các bạn, bị quảng cáo, xin lỗi các bạn chờ tí xíu nha. 2 3 1. Đây tức là từ lúc này bạn có hỏi mình tại sao mà pháo không nổ xuống sỉ để lời sỉ. Đây mình trở lại chỗ này đây. Đây tức là ở ở phút thứ hai. Nếu bên tiên nổ pháo lời sỉ thì sao? Và tình huống này bạn cũng đã gặp rồi, cho nên là muốn nhờ mình đưa thêm một vài ý kiến nữa. Cộng thêm mình cũng thông báo với bạn Minh Châu này. Bạn có hỏi là sao không tiếp tục làm pháo đầu binh 7 phá bình phong mã. Là tức là mình hôm nay mình chưa có thời gian các bạn. Mình đang đi làm mình chưa có thời gian. Lúc chưa rảnh rỗi này mình tranh thủ mình trả lời bình luận các bạn để mình giao lưu với nhau thôi. Rồi vài bữa nữa mình rảnh rồi mình sẽ bắt đầu tiếp tục lên pháo đầu binh 7 ha, tại vì mình đang làm mới mấy clip à. Rồi chúng ta trở lại cái chỗ hình này ha. Thì để có hình này thì nó từ đây các bạn. Là từ đây tức là bên kia lựa chọn là phi mã lên nó sẽ ra hình đó. Còn cái hình mà tiến xe lên thì các bạn coi lại cái clip này ha. Các bạn coi lại clip này ha, chút mình sẽ để đường link ở dưới cái clip mới này luôn. Bạn nào chưa coi clip này thì các bạn có thể bấm vào link coi lại. Rồi nếu mà chơi cái biến đánh này thì các bạn coi cái clip kia ha. Chơi biến này mình quạt pháo xuống thì lúc này mãn lên đây. Bắt đầu nó ra cái hình mà bạn toàn hồ nãy hỏi nè, tới đây người ta quạt sỉ thì sao. Còn ở trong video trước thì mình chỉ nói sơ bộ, tới đây người ta thối pháo về rồi mình nhét xe lên thôi, tới đây mình ngưng mình không có nói nữa. Thì hôm nay sẵn thì mình sẽ nói sâu luôn hai biến đánh này. Sẵn mình nói luôn cái biến thối pháo ha, rồi tiếp tục với cái biến mà pháo quản sĩ nha. Khi nó thối pháo thì mình nhét xe lên như thế này, thì bên kia để giữ lại mã thì các bạn thấy chỉ có nước duy nhất là lên xe này để thứ nhất là giữ mã, thứ hai là sức trận. Còn nếu mà chạy mã về đây rất là ngợp ha, tới đây người ta sẽ tiến xe giữ mã. Lúc này mình lại bổ tượng lên, mình làm dày trung lộ để cần thiết thì con pháo đầu này mình di chuyển liền nếu mà gặp nguy hiểm. Còn các bạn không dày trung lộ thì khi gặp nguy hiểm thì con pháo rất khó đi. Tới đây tiếp tục ra từng hạ xe thì mục đích rõ ràng ha, là vô đánh đuổi con pháo đầu này để giải dây cho mã. Đó thì lúc này mình tiến mình nằm lên để khống chế lộ này liền. Lúc này ta sẽ thổi mã về để chuẩn bị kích đấu con xe này. Nếu như kích đấu con xe này thành công thì cái áp lực của bên cờ đỏ sẽ được giải phóng hoàn toàn ha. Tới đây mình không đấu mình thổi một. Bên kia bình xe qua đây mục đích là thứ nhất là giữ chốt, hạn chế cái tầm hoạt động của xe mình nè. Thứ hai là đoạt lấy bên này luôn. Tới đây mình có thể là thúc chốt lên để mà cho xe chạy cũng được, nhưng các bạn không cần ha. Các bạn thúc chốt bên đây nè, mở đường cho mã này tấn công cánh bên đây. Nếu mà bên kia quật chốt đi mình mặc kệ ha, phi mã lên, phi mã lên nước sau mình đọt chốt, đọt chốt mình phi này là rất khó chịu. Rồi tới đây người ta sẽ đưa xe này sức trận, là khi mình ăn chốt người ta sẽ tiến xe từng hà liền các bạn. Còn con xe này nó mang cái tính năng là quản lý cái trục này, giảm bớt cái tầm hoạt động của xe. Tại sao? Khi nếu mà mã mình nhảy lên đánh đuổi xe này bất cứ lộ nào thì xe gốc của mình sẽ bình vào lộ 3 để mà đánh thẳng xuống tường ở phía sau, thì ở đây rất nguy hiểm. Cho nên con xe đứng đây rất là quan trọng, vì đó mà người ta phải bình xe để mà tiến lên như thế này. Nếu mà mình lúc này mình quăng mã xuống đây thì người ta sẽ đơn giản bình xe qua đây để khống chế lại cái đòn sát. Ở thì lúc này mình lại chơi thối pháo một, mình chơi thối pháo một để ngăn cách hoàn toàn cái con xe này. Tới đây bên kia có thể là phi mã lên, nước sau có thể là nhét thêm con pháo này lên một nước nữa rồi bổ tượng là cờ bên kia sẽ vững ngay. Thì lúc này mình không để cơ hội đó để xảy ra ha. Còn nếu mà lúc này các bạn không thể tiến xe xuống bắt mã lại nha, nếu các bạn tiến xe bắt mã là pháo xe người ta sẽ cảm tử vô pháo mình liền. Lúc đó buộc mình phải lựa chọn là ăn mã hoặc là ăn về xe. Lúc đó thì cái hình tấn công của mình đang rất mạnh thì đột nhiên bị đánh phá ha. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được cái tác dụng mà mình làm dày trung lộ. Lúc này mình giả ngoặc mình phóng pháo ra đây để mà tấn công lộ này, thì các bạn thấy cái nước tác dụng lớn của nước bổ tượng lúc này nó phát huy được hiệu quả. Lúc này mình đe vào cánh tượng này để đánh sát thì bên kia chỉ có thể là bổ tượng thôi hoặc bổ sĩ gì đó thôi.
một trong hai nước thôi. Nếu bổ sĩ thì mình quật tượng, nếu mà bổ tượng lên thì mã bên này cũng an tượng, lại tiếp tục đê sát thì ép cũng phải chống sĩ lên, mà kiểu gì cũng phải chống sĩ lên. À, lúc này mình sẽ đưa tướng thượng lên ha. À, tướng thượng lên, lúc này mình lại phi mã đuổi xe, phi mã đuổi xe. Nếu mà xe rời khỏi trục này thì xe mình sẽ bình ra đây rất là mạnh, mình ở đây đánh xuống và bắt mã, rồi thậm chí là chống sĩ lên, rồi sức vào đường này rất nguy hiểm. Ở đây thì còn con pháo người ta hậu thuẫn, thì cái đường này đây là một lộ để mình quyết định tấn công. Nếu mà xe này chạy thì mình sẽ bình ra đây, vì vậy mà ta sẽ tiến một để mà khống chế mã này. Nếu mình sức xe có thể ta sẽ đọt mã, và tới đây mình vận sức ra để kích đấu xe này, kích đấu xe này. Ở đây là đường duy nhất mà mình kích đấu. Và cái nước kích đấu này các bạn lưu ý, đây là một cái cạm bẫy mà nếu mà bên kia không có kinh nghiệm mà chấp nhận đấu là sẽ thua liền. Là mình nói vì sao thua các bạn. Tới đây mình không ăn mã về như thường lệ mà chúng ta đấu xe, mà chúng ta tạt pháo một nước là không có quân đỡ. Tới đây các bạn thấy là tướng chỉ còn lộ duy nhất bên đây để xuất ra thôi, thì mình tiến pháo chiếu không thể nào đỡ được. Và xe này thật chất mình không cần phải ăn. Đó, ra tướng mình tiến chiếu là sát liền. Cho nên là cái nước này là cái nước đấu xe này. Trở lại. Xin lỗi đi hơi xa rồi. Xin lỗi, mình làm nhanh là mấy nước vậy, mình nói rõ lại chỗ đó, mình lỡ tua về nó hơi xa các bạn. Mình đánh lẹ là vài nước thì sẽ ra hình nó lại thôi. Rồi. Là từ đây, tức là cái cạm bẫy nhỏ nhỏ của mình là kích đấu xe này, nếu mà bên kia không nhận ra là đánh đấu là sẽ thua. Còn nếu như trường hợp không đấu các bạn, thì các bạn để ý nè, nếu như xe này không đánh đấu thì ở cái trục này bất cứ tạt đi một trục nào thì xe mình sẽ tiến thẳng xuống đây để mà sát cuộc, tại vì pháo không chim được. Còn nếu trường hợp khác nữa là bình xe này ra đây thì cũng vậy ha, mình cũng sẽ đọt thẳng lên ha, thì ta sẽ mắc chắn xe và cũng vẫn là dính đòn này ha. Rồi mình trở lại cái hình thái lúc ban đầu đây. Như vậy thì cái đòn thối pháo mình vừa nói là cái sức phản kháng không có, còn cái đòn mà bạn toàn hồ hỏi mình là quét xuống đây, tức là con pháo nổ đầy lời sĩ, thì lúc này mình không ăn pháo mà mình cũng vẫn là nhét xe lên đây. Các bạn thấy là sau khi mình nhét xe lên đây thì con pháo này đang nằm trong cửa tử, con mã này cũng vậy. Lúc này người ta có hai biến để ứng phó với mình, một là tiến xe lên bắt mã, hai là tiến xe lên cửa hà để chuẩn bị bình vô bắt pháo. Thì lúc này mình đánh biến số 1 nha, rồi mình sẽ quay lại đánh biến số 2. Thì lúc này người ta bắt mã thì lúc này mình bỏ mã ha, mình dùng tướng ăn pháo. Tại vì sau sau nước mà tướng ăn pháo này thì con mã này cũng không thể chạy, buộc người ta cũng phải lấy quân thôi. Ở nước này cũng buộc, các bạn cũng không có nước khác lựa chọn. Ở lúc này mình lại tiến xe lên kích đấu, mình đừng vội ăn con mã này, tại vì con mã này không chạy được các bạn. Nếu mã này chạy thì xe đâm sát này, nên các bạn đừng lo. Ở mình tiến xe kích đấu, người ta có hai lựa chọn: ăn về chốt, ăn xuống tường hoặc là đấu thôi. Nếu như ăn về chốt thì các bạn cũng thấy rồi ha, mình ba xe thì bên kia không có đỡ nổi cái đòn gà này, cho nên là buộc phải đánh đấu, đây là nước buộc rồi. Lúc này mã mình đang lên rồi, như vậy thì để giữ lại quân mã này cũng chỉ còn một nước cuối cùng là tiến xe lên giữ mã, tại vì mã này không thể chạy bất cứ lộ nào được. Nếu để mất thêm mã này đồng nghĩa với buông quân, buộc phải tiến xe giữ mã. Lúc này mình thúc binh ba, người ta thấy cái nước sát tận 4 nước nữa nhưng mà không thể đỡ, tức là mã phi 4 nước nè, 1 2 3 4. Tiếp tục là 4 nước mã nhưng mà bên kia thấy thôi nhưng không thể đỡ. Ví dụ như xuất xe ra đây đi. Mình vẫn là phi mã lên. Lúc này buộc người ta phải phi tượng rồi mới tiến xe bắt mã được, thì lúc đó không bắt mã kịp. Còn nếu mà lúc này mà tiến xe bắt mã liền mình sẽ đọt mã thì người ta không dám ăn mã, tại mình đang bắt tượng đê sát. Tượng chống lên quét ra biên nữa, tướng không xuất được do mình có mặt tướng. Ở cho nên là muốn thoát được con xe này lên bắt mã thì con tượng này phải bổ lên. Thì lúc đó mã mình đã nhảy vô tới trung lộ rồi. Ở nước sau mình nhảy xuống đây là nước cờ thấy trước, nhưng mà không có cách nào để mà phòng thủ hay là đỡ được. Đó là mình nói biến số 1, bây giờ mình nói biến số 2. Là tiến lên đây để chuẩn bị vào bắt con pháo đồng. Như vậy thì tới đây mình ăn mã bình thường nha. Lúc này mình đọt mã. Thì con pháo này đang rất là nguy ngập ha. Bên kia ví dụ vô bắt pháo đồng, đuổi đánh đuổi pháo nguy hiểm, thì lúc này mình ăn về chốt, ăn về chốt và tiếp tục cho hai lựa chọn cho bên kia: một là bình xe ra giữ pháo, hai là thối con pháo tận về đáy. Tại vì nếu như mà pháo thối đường này chỉ giúp nước cho mình thúc chốt lên thôi, không có làm được tác dụng gì, mà thối tận về đáy sẽ mang được cái tính chất là phòng thủ hơn. Hoặc là bình xe ra giữ,
sau đó là sức tướng rồi lấy pháo này nổ thẳng vô mã luôn, thí thẳng vô mã để có xe có mặt tướng có pháo đầu. Thì mình sẽ đánh hai biến này ha. Giờ biến thứ nhất là thối pháo bỏ chạy ha, bỏ chạy về tuốt dưới ha. Thì lúc này mình lại phi mã lên đó, thì cờ mình nó hoàn toàn thông thoáng ha. Bên kia bổ tượng, cái nước bổ tượng này làm gì vậy? Chuẩn bị kích đấu con xe này. Đây là một con xe mà nó giữ hàng ngang cực kỳ là khó chịu cho bên kia quản lý luôn con pháo đầu, cho nên mà kích đấu được xe này thành công là coi như cái áp lực này bị giải. Lúc này mình xuất xe, bên kia theo đấu mình lên xe luôn, tuyệt đối cái hàng này mình phải giữ lại. Thì các bạn thấy bên kia toàn quân không đi được. Thí dụ tới đây cho dù chấp nhận đấu đi, thì các bạn thấy là bên kia nó không thể đi đâu được, ngoài nước là bình xe ra bắt chốt. Ở ngoài nước này thì các bạn thấy là cái nước di chuyển của xe cũng không có nhiều ha, ví dụ ra bắt chốt thì mình cứ mặc kệ, thay vì chúng ta quét binh để mà chúng ta đánh, chuẩn bị đánh cho tàn cuộc không cần nha. Đây một xe trên đây không làm nên chuyện các bạn, mình chặn cái lối đi của áo này luôn, xe đọt chốt rồi mình hồi cung thôi. Rồi xe này cũng không có di chuyển được đi đâu quá nhiều ha. Ví dụ như bây giờ người ta tận dụng tối đa binh này đi, để kết hợp với xe một binh để đi đi chẳng hạn vậy. Lúc này mình mở binh bình thường, nó tiến binh thì mình phi mã lên, và nước sau mình phi thẳng vô trung lộ và phi đến đây bắt tượng. Đó là mình, các bạn thấy là con xe dưới chốt này cũng không có tác dụng gì đây, cho dù có ăn tượng hoặc là tiến thẳng xuống đây để chuẩn bị thông qua bắt mã hay là như thế nào đó mình mặc kệ, phi lên trung lộ để bắt chốt này. Là bên kia nếu chạy chốt cũng được hoặc là bình xe qua đây cũng được, bình qua bắt mã bắt tượng. Thì nếu mà bình qua như thế này mình sẽ phế mã luôn nha, mình phi tượng đuổi chốt luôn, phế mã. Nếu xe ăn mã là sai lầm ha. Lúc này mã mình hồi về ăn chốt, nước sau mình nhảy xuống đây là sát cuộc, thấy trước nhưng không thể đỡ và xe này không còn đường để qua. Nếu mà tiến một thì mình bổ sĩ thôi, thì xe không có đường qua phòng thủ. Rồi mình nói trường hợp thứ hai là không có thối pháo về mà bình xe này ra đây. Nước sau có thể là sức tướng hoặc có thể là gác tượng ra thêm một xe nữa rồi quật pháo này qua mã để mà có được cái cặp song xe này. Mình đã quyết một sĩ. Như vậy thì tới đây mình sẽ bình xe ra đi trước một nước để làm chi mà mình chuẩn bị tháo xe này ra, nếu không thì tượng và mã này không nhúc nhích được. Tới đây mình có bổ sĩ đi chăng nữa thì pháo người ta cũng có thể là quật qua cũng được, hoặc có thể là người ta thối về người ta chạy cũng được. Đó, cho nên mình bình ra đây để chuẩn bị mở xe này ra trước. Đây, lúc này xe mới là quan trọng hơn nha, nó tấn công nhanh hơn. Ví dụ bên kia ta tiến xe lên đây để chuẩn bị bình vào ha, bình vào đây để mà quật luôn con mã này, dùng pháo quật luôn mã là có cặp xong xe. Lúc này mình phải tiến xe bỏ chạy trước, nếu không là sẽ bị dính cái đòn mà xe vô đây gặp pháo ăn mã. Ở bên kia bình xe vô như dự định nè. Lúc này ta sẵn sàng thí pháo ra mã nè, đây buộc mình phải lên bổ tượng để chống đỡ được cái nước mà người ta ăn ra đây. Và như vậy thì ở đây người ta có thể nào dùng pháo quật sĩ không? Tận dụng được tối đa cặp xung xe này dùng pháo quật sĩ là một sai lầm ha. Mã mình ăn về bình thường. Nếu bên kia chơi tiến chiếu để đọt mã lại, đọt mã lại thì các bạn thấy nước sau ta sẽ cắm xe xuống đây là liên kết rất là mạnh ha. Nhưng mà ta sẽ sai lầm tại con mã của mình đây rất lợi hại nè, nó tạo căng cho con xe này của mình sức trận luôn. Mà nước này buộc bên kia phải đấu mà. Nếu mà chạy mình sẽ bình vào đây là hai xe là không thể đỡ được, nên buộc phải đấu. Lúc này mình cầm tướng xuất chinh luôn, thì nước sau bình xe vô đây nước cờ thấy trước mà không thể đỡ ha. Hoặc là tiến xe xuống đây cũng được. Như vậy thì pháo giữ thể thối về để bắt mã. Thứ nhất là bắt mã, thứ hai là giữ quân lại. Ở những cái tình trạng này nên giữ quân, thì bên mình cũng vậy, cái thế công của mình nó chưa hiện rõ thì mình cũng phải thối mã bỏ chạy. Nếu các bạn bỏ quân lúc này là chưa được, tại vì mất đi con mã này thì cặp xe này có thể liên kết, và còn pháo này bên đây đã rất là mạnh, mình cũng khó xử lý. Và như vậy thì tới đây mình bỏ chạy, bên kia có thể là thối xe kích đấu cũng vậy ha, tức là hoàn toàn muốn giảm đi cái áp lực ở đây. Với cái đòn này là cái đòn ép đấu, mà thay vì chúng ta đấu liền thì chúng ta nhường quyền kích đấu ha, chúng ta đem xe này xuất trận nữa cũng là đấu, nhưng sau khi đấu cũng phải quản lý được cái đường này. Lúc này bên kia có thể chơi đòn sức tướng để gì, tận dụng con pháo đầu này nhảy xuống đây, tại vì lúc này mã mình chưa thể phi lên được, cho nên là bị con pháo này khống chế, cho nên là không có giữ được chốt đầu. Như vậy thì tới đây mình sẽ chấp nhận đấu. Bên kia nếu mà lựa chọn này trước á, thì người ta sẽ không ăn được con chốt đầu mình, mình chạy pháo qua đây là không ăn được chốt đầu. Và bên kia phải lựa chọn chính xác hơn là nổ chốt trước, chiếu tướng ép mình bổ sĩ rồi mới ăn xe. Thì lúc này cướp tiên bắt pháo mình cũng phải chạy qua đây.
người ta mới là tiến chốt lên để tiếp tục dùng xe truy đuổi. Và người ta còn một đòn khác nữa là có thể là bình pháo ra bất cứ lộ nào là đang xe với mặt tướng để mà đe sát ở đây. Đó, cho nên là pháo này không thể chạy nè, đây là pháo không thể chạy, mà các bạn nên bình xe vào cô cặp quân này lại. Đây cũng là cái nước cờ mà ép người ta phải chấp nhận đấu, nếu không thì cặp quân này không đi được. Nếu để pháo mình thoát đi, pháo mình thoát đi thì các bạn thấy là xe pháo trên đường này không thể đi được. À, cho nên buộc phải đấu. À, tới đây mình có thể ăn pháo chiếu nè, nhưng mà các bạn không gấp nước này, các bạn nên phi mã lên đánh đuổi con pháo đầu này luôn, đuổi pháo đầu này đi luôn rồi ăn pháo này cũng không muộn. Còn nếu mà chạy pháo này mình ăn con mã lên pháo đầu mình còn mạnh hơn nữa. À, cho nên là buộc lòng người ta phải giữ con pháo đầu. Và pháo đầu các bạn thấy cho dù là thối về bất cứ vị nào thì về sức tấn công pháo đầu là không còn nữa. Mà tới đây tốt nhất là nên tranh thủ quét binh, tranh thủ quét binh để mà với hy vọng là đánh tàn cuộc kiếm cờ hòa thôi. Tới đây mình ăn pháo. À, bên kia vô tướng phi mã lên để đuổi pháo. À, nếu mà tiếp tục quét qua bên này nữa thì mình tiến xe một mình bắt, ví dụ như thế này mình tiến xe một bắt, đừng có thoát mã này, tiến xe một bắt ép bên kia phải tiến chốt. Lúc này mình khử chốt luôn, chấp nhận bỏ một tượng, pháo này vẫn thoát được, mình vẫn gãy tượng nhưng không sao các bạn. Còn tới đây mình phát triển mã lên ở hình quân này, nước tiếp theo mình phi mã xuống đây. À, rất là nguy hiểm mà cho bên kia ở sức tấn công của xe mã lúc này. Mã mình phi xuống đây, nhảy xuống đây. À, con xe này muốn khống chế được mã chỉ có thể tiến một, còn đứng đây là không khống chế được ha. Mình sẽ phi xuống lộ 6 và tiếp tục quay lại lộ 4. À, nếu mà chơi tiến một để khống chế cái lộ này, à, thì mình lại chơi quay tượng về đuổi pháo, pháo tạt biên, lại phóng mã đuổi xe. Lúc này xe chỉ có thể là ra một để chuẩn bị mà đe chiếu, đe giựt vân vân, hâm bắt xe. Và mình xuất tướng luôn để giải luôn cái nước cờ tấn công cuối cùng của người ta. Là tới đây người ta không còn sức tấn công nữa. Bây giờ xe còn hai nước đi thôi, cản mã hoặc bình qua đây. Thì các bạn thấy bình qua đây thì có tiếng chiếu lên xuống không làm gì được với xe pháo thời điểm này, mà tốt nhất là nên cản mã. À, lúc này mình lại tiến xe bắt chốt, quét luôn bình cuối cùng này làm ta không còn hy vọng. Buộc là phải giữ bình, lúc này mình lại thúc bình ba, người ta lại tiến bình, tại lúc này còn bình này để đi thôi. À, lúc này mình lại phi mã lên. À, mình phi mã lên, lúc này mình bỏ cho con pháo này thoát về đi. À, pháo này lúc này sẽ bình ra để chuẩn bị kéo về. À, bình vô chiếu hoặc là chiếm lĩnh pháo đầu vân vân. Thì lúc này mình mặc kệ ha, mình tiến chốt xuống, mình cứ đưa thêm một chỗ qua sông, mà nước này buộc người ta phải ăn xe qua, nếu không là quân mình nó càng lúc càng lớn mạnh thì không thể chịu nổi. Còn nếu ăn xe qua thì pháo này không về được nữa ha. Mình quăng mã, thứ nhất là mình đe sát, thứ hai là cản đường về của pháo. Và lúc này xe buộc phải quay trở lại để phòng thủ cái nước này. Đó, thì lúc này mình, các bạn thấy mình lại tiếp tục quăng mã rồi. À, nước sau mình quăng xuống lộ này, đây là nước thấy trước nhưng mà không có cách nào để mà thủ lại được. À, các bạn để ý thì không thể thủ, tại lúc này bên kia không thể nào chống con sĩ ở hướng nào được á. Tại nếu chống lên thì mã mình sẽ phóng xuống chiếu tướng để ăn xe liền. Cho nên là tới đây là phải buông quân ha, mình phế một chốt nhưng mà người ta không có cách phòng thủ. Rồi như vậy thì ở cái clip này mình cũng nói rất là rõ cho, nên mình trở lại chỗ hình này chút xíu, tức là từ hình này. À, mình cũng nói rất là rõ cho bạn toàn hồ về cái biến đánh này, và cái biến này bạn nói là bạn đã gặp trong thực chiến. À, tức là bạn đã đánh trong thực chiến, đã có gặp rồi. Các bạn đọc comment của bạn sẽ thấy nè, bên tiên nổ pháo là sĩ nè. Rồi ha, như vậy thì bạn toàn hồ còn thắc mắc chỗ nào cứ việc nói lên đi, chúng ta sẽ tham khảo với nhau. Còn bạn Minh Châu thì sắp tới mình sẽ tiếp tục ra pháo đầu bình 7 đối phó với bình phong mã, do dạo này chưa có thời gian soạn clip. Còn về trả lời clip thì các bạn thấy rằng là comment thì clip chúng ta đã có sẵn cái hình rồi, cho nên là thời gian nghỉ trưa mình rảnh chút xíu mình tranh thủ trả lời cho các bạn để chúng ta cùng tham khảo với nhau. Còn để soạn một tài liệu mới như các bạn biết thì nó rất là lâu, để lên một clip rất là lâu. Các bạn thắc mắc chỗ nào hay là chỗ nào cần phải thêm nước hay là sửa nước như thế nào đó, các bạn cứ comment vào chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Và tới đây xin chào và tạm biệt và chúc tất cả các bạn sức khỏe nha.